Mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của cơ sở công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, để chế tạo chiếc taxi không gian có tên là Starliner, tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Boeing đã thuê một công ty nghiên cứu sử dụng công nghệ N3D để làm ra hơn 600 bộ phận linh kiện cho con tàu du hành giữa trái đất và trạm không gian ISS. Oxford Performance Materials, gọi tắt là OPM, là một doanh nghiệp công nghệ nhỏ vừa được Boeing thuê để nghiên cứu chế tạo phi thuyền không gian Starliner, có điểm đến là trạm không gian vũ trụ quốc tế ISS. Như vậy, con tàu được mệnh danh là taxi không gian này của Boeing sẽ được chế tạo với sự hợp tác của nhiều hãng nghiên cứu dựa trên công nghệ in 3D. Dự kiến sẽ có tới 600 bộ phận linh kiện của Starliner được sản xuất bằng công nghệ này. Khoản đầu tư của Boeing vào OPM trị giá 10 triệu đô la Mỹ. OPM khởi sự từ một hãng sản xuất nhựa thành lập năm 2000 và bắt đầu phát triển công nghệ 3D từ năm 2006. Hãng này cũng sản xuất linh kiện cho máy bay và nhiều ứng dụng khác trong ngành y tế. Trước đó, Boeing cũng đã tuyên bố đầu tư một hãng sản xuất nhựa mang tên là Hexcel Corp với thương vụ trị giá là 15 triệu đô la. Khoản đầu tư được công bố vào tháng 5 năm ngoái đã đẩy cổ phiếu của Hexcel tăng hơn 16%. Boeing chọn ra những đối tác này từ các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng chế tạo taxi không gian. Với công nghệ in 3D, Boeing và các hãng công nghệ này đặt cược vào khả năng vận hành của Starliner là bằng nhựa, thậm chí trong môi trường không trọng lực và có thể chịu được áp lực của cú đẩy phi thuyền vào vũ trụ. Các nhà khoa học tin rằng công nghệ in 3D sẽ mở ra một tương lai mới cho ngành không gian. Công nghệ in 3D là một công nghệ sản xuất hàng phụ trợ phát triển trên nền tảng công nghệ cơ khí, gia công vật liệu. Nó có thể sản xuất bất cứ bộ phận linh kiện gì bằng bất cứ nguyên liệu nào. Chuyên gia Willis của hãng OBM cho biết, công nghệ in 3D sẽ giúp làm giảm trọng lượng và chi phí đáng kể. Lợi thế của công nghệ in 3D là có thể gia công được những bộ phận linh kiện mang tính phức tạp cao mà không mất nhiều thời gian lẫn chi phí. Nó cho phép sử dụng những phương pháp cơ khí gia công mang lại hiệu quả cao nhưng giá thành thấp. Các chuyên gia cho biết công nghệ in 3D có thể sản xuất được 600 linh kiện của Starliner và giảm được 15% trọng lượng của con tàu 7 chỗ này, nếu so sánh với việc sử dụng phương pháp kết hợp giữa nhựa và kim loại trước đây. Tiết kiệm trọng lượng là điều kiện tối quan trọng trong ngành chế tạo không gian. Công nghệ mới cho phép con tàu Starliner giảm được trọng lượng so với phương pháp cũ. Những bộ phận linh kiện đầu tiên của Starliner đã được bàn giao cho Boeing từ tháng 1 năm nay. Thực chất, công nghệ này không mới và đã xuất hiện từ những năm 1990, nhưng phải đến thời gian gần đây, doanh thu của ngành này mới bật tăng. Nếu như vào năm 2007, doanh thu của ngành in 3D chỉ đạt 1 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2015, con số này đã tăng lên 5,2 tỷ đô la Mỹ. Tạp chí Wall Street Report dự báo đến năm 2021, doanh thu của ngành in 3D có thể chạm mốc 26,5 tỷ đô la. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp đổ vốn vào ngành này, từ những công ty nhỏ chưa có tên tuổi cho đến những tập đoàn kỳ cựu của Mỹ như General Electric. Và trong ngành này, những ứng dụng vào ngành chế tạo không gian đã chiếm đến 17%. Tuy nhiên, bất chấp những lời hứa hẹn về tiềm năng của công nghệ in 3D, khách hàng và các nhà đầu tư có lẽ cần có thời gian và nhiều bằng chứng thuyết phục hơn về công nghệ này. Trở lại với Boeing, kế hoạch sản xuất Starliner có chi phí 4,2 tỷ đô la. Đối thủ của Starliner là chiếc SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk, người được mệnh danh là Iron Man ngoài đời thực. Chiếc SpaceX của Elon Musk có giá 2,6 tỷ đô la. Dự kiến, Boeing sẽ vận hành thử nghiệm Starliner vào tháng 6 năm 2018 và có chuyến chở khách lên ISS đầu tiên vào tháng 8 năm 2018. Bệ phóng tên lửa Atlas V sẽ được sản xuất bởi liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin. Starliner sẽ vận chuyển phi hành gia đi lại giữa trái đất và trạm vũ trụ quốc tế. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể bỏ tiền thuê dịch vụ taxi này để du ngoạn quỹ đạo tầng thấp của trái đất, trải nghiệm cảm giác không trọng lực. Tiếp theo là phần cập nhật nhanh của cơ sở công nghệ ngày hôm nay. Phần cập nhật nhanh vừa rồi cũng đã kết thúc phần 3 của cơ sở công nghệ. Trong phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ là cách bảo vệ mắt khi sử dụng smartphone và tablet. Mời quý vị cùng đến với thủ thuật của ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta luôn phải điều tiết mắt liên tục khi sử dụng smartphone và tablet để có thể tránh khỏi việc bị cận và các bệnh về mắt. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến mọi người cách để giúp hạn chế những nguy hại này. Đầu tiên là chức năng Night Shift có trong iOS và Night Mode của Android.
Từ iOS 9.3 thì Apple đã bổ sung một tính năng mới đáng chú ý là Night Shift, giải pháp giúp thay đổi màn hình ngã sang màu vàng nhằm hạn chế lượng ánh sáng xanh đi vào mắt chúng ta. Khi được kích hoạt thì tiện ích này sẽ tự động có hiệu lực khi mặt trời lặn, làm cho điện thoại trông ấm hơn. Mô tả về Night Shift, Apple cho rằng nó được thiết kế để giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn trong trường hợp chúng ta thức khuya để sử dụng điện thoại hay máy tính bảng. Tương tự như là iOS thì Android Nougat cũng có một tính năng là Night Mode. Night Mode sẽ chỉnh lại màu màn hình của chúng ta tùy thời điểm trong ngày để phù hợp với mắt hơn. Tất nhiên là Night Shift hay Night Mode chỉ giúp một phần nào đó trong việc làm giảm ảnh hưởng của ánh sáng xanh đến cơ thể, đến mắt vào ban đêm. Tốt nhất là các bạn nên lên giường ngủ sớm và đừng để điện thoại nữa. Vừa tốt cho mắt, vừa ngủ tập trung hơn. Với những người lớn tuổi hay những người mà bị bệnh về mắt mà chúng ta cảm thấy chữ trên máy thì quá nhỏ, phải cố gắng đọc thì nên hãy phóng to phông chữ lên trong hệ thống. Chúng ta càng ráng đọc bao lâu thì dần dần mắt sẽ mỏi và thậm chí là gây nguy hại về lâu về dài. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tăng độ đậm của chữ để đọc rõ hơn, tăng độ tương phản hay giảm những hiệu ứng chuyển động nếu như cảm thấy rằng mắt bị rối khi mà chúng ta đọc. Ưu điểm của Android đó là hệ điều hành mở, vì thế nên các ứng dụng can thiệp hệ thống cũng phong phú hơn là iOS. Có 3 ứng dụng sẽ giúp cho người dùng tinh chỉnh tốt nhất khả năng hiển thị, lọc ánh sáng xanh là Midnight, Night Screen và Twilight. Trong đó thì Twilight rất được khuyên dùng nhờ vào nhiều tùy chỉnh tự do và tiện ích. Một cách nữa là chúng ta có thể giảm điểm trắng và độ rực rỡ ở những giao diện. Những thành phần này sẽ giúp cho màu sắc đẹp hơn. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn vào màn hình một thời gian dài, mắt người sẽ trở nên mỏi hơn và ta cần phải giảm bớt chi tiết này. Tiếp theo là một nguyên lý, đó là nguyên tắc 20-20-20. Tức là các bạn xem gì thì cũng nên nghỉ 20 giây mỗi 20 phút dùng máy liên tục. Trong thời gian nghỉ thì nên nhìn vào những thứ cách xa khoảng 20 feet, tức là khoảng 6 mét. Tất nhiên là việc nhìn vào thứ gì đó cách xa 6 mét chỉ là lý thuyết cứng nhắc. Chúng ta có thể đứng lên, đi lại, lanh quanh hoặc là uống gì đó. Và khoảng cách lý tưởng từ màn hình thiết bị đến với mắt người là khoảng 40cm. Không cần phải quá chính xác, nhưng đủ khoảng cách này để chúng ta có thể thấy rõ hình ảnh trong game hay là chữ viết. Nếu không thấy thì chúng ta cần phải phóng to chữ lên nha. Đừng đưa mắt sát lại, vì các tia sáng từ màn hình có thể khiến cho mắt của chúng ta phải hoạt động hết sức và rất có hại. Và trước khi kết thúc tạp chí Cửa sổ Công nghệ tuần này thì mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đặc sắc tại lễ hội băng tuyết thường niên ở Nhật Bản. Nhiều tác phẩm điêu khắc trên băng đã được trưng bày và thu hút sự chú ý của đông đảo du khách ghé thăm. Chẳng hạn là những tác phẩm điêu khắc mô phỏng nhân vật trong phim Pokemon và thậm chí là cả những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới trong năm qua. Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đoạn clip vừa rồi đã kết thúc của số công nghệ tuần này. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.